Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng đến với channel của mình. Mình là Toàn của kênh MMT Goenji Test. Mình lập kênh này để chia sẻ về công nghệ và dịch thuật phim bằng Subtitle Edit. Hôm nay mình sẽ giới thiệu phần mềm đó là Fastone Capture. Bây giờ mình sẽ chọn vào Google, chọn đại một cái hình nào đó. Lưu ý là khi chọn và mình nhấn Enter xong rồi thì vào công cụ và chọn kích thước lớn. Mình chọn đại cái hình gì cũng được. Mình chuột phải vào copy. Ở phần cài đặt của Fastone Capture thì mình tắt hết đi. Ở phần cài đặt nè. Lên thì nó sẽ có giao diện như vậy. Bấm vào settings để cài đặt. Chọn hotkeys, ban đầu nó đang ở toolbar. Giờ mình chọn hotkey. Chọn import from clipboard. Control shift V. Ok nha. Đừng có control shift V xong gọi enter thì nó sẽ ra cái enter đó. Ở mấy lần trước thì phiên bản trước thì mình bị về thử kênh cho ship về enter phiên bản này thì được nè. Mấy phần phiên bản trước mình mới enter á, nó chuyển từ kênh cho ship về thành enter, nó rất là phiền. Bây giờ được rồi, lúc nãy là đã copy rồi về mình kênh cho ship về nha. Kênh cho ship về nó dán ra cái hình như thế này. Sau khi copy xong, mình sẽ chuyển qua cách gọi là pass bằng Ctrl V và Ctrl Shift V. Bây giờ mình sẽ cắt góc, à không phải cắt góc mà là cắt cái hình thành các dạng theo ý muốn. Ví dụ ở tool hình ảnh bình thường, tool hình ảnh bình thường là MS Paint á, tool chỉnh sửa ảnh góc á, thì phần cắt góc nó khó lắm, mà ở đây thì dễ. Chọn ở đây nha, kế với nút Save nè. Đây là cắt hình tròn. Mình sẽ cắt vùng mình cần. Bây giờ mình sau khi chọn xong rồi, mình copy Ctrl C và mình muốn pass vào, dán vào cái nơi khác á. Ví dụ như là qua Facebook hay Messenger thì mình ơi. Bây giờ ví dụ nha. Facebook hoặc Messenger hoặc là imgur.com. À thôi. Mình nghĩ là nếu như mà copy á và pass ở trong cái tool này luôn á thì nó sẽ không có ảnh hưởng đến những cái vùng ở xung quanh. Bây giờ mình muốn dán vào một cái tab mới nha để chỉnh sửa cho tiện thì nó sẽ như vậy. Nhưng mà nếu mà đã lỡ lưu rồi đó, lưu đại thì nó sẽ ra cái này nè. Giờ mình thử Ctrl A, mình chọn tất cả là copy paste thì nó sẽ ra cái phần trắng ở xung quanh, đúng không? Thế nên á, là copy paste thì chỉ có thể dùng ở trong, nếu mà hình tròn một cái hình khác á, thì dùng trong cái app thôi. Cái đó là về vấn đề cắt hình. Tiếp theo là về vấn đề gọi là làm mờ. Vào draw để vẽ, chế độ vẽ hoặc là bấm vào nút D. Nó sẽ ghi là draw annotation such as text and lines. Nút D. Để làm quen với công cụ ở đây thì di chuột vào từng chỗ thì sẽ thấy phần phím tắt phù hợp với cái ứng với cái công cụ đó. F2, F3, F4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. Bây giờ làm mờ nha. Mình sẽ chọn hình và làm mờ. Chọn hình ở đây. Oval.
kéo một phần, kéo sao cho nó nhìn nó đẹp đó. Và bấm vào blur, sẽ làm mờ vậy nè. Có thể chọn pixelated là nó sẽ sống hơn, kiểu hình pixel nè, là kiểu giống như đồ họa file hoặc là Minecraft này kia. Chọn độ mờ, ví dụ đây đang là 50, mình chỉnh lên 175, kiểu gì cũng được. Rồi, cái thứ hai là cách phục hồi nha. Phục hồi Ctrl Z là phục hồi một lần, phục hồi cái bước vừa làm, và Ctrl Y đi dài là phục hồi cái phần Ctrl Z mà mình phục hồi. Để cho đỡ nhức não á thì có thể gọi Ctrl Z là quá khứ, còn Ctrl Y dài á là tương lai. Đây là quá khứ nè, và đây là tương lai. Đó. Lần đầu mình nghĩ ra cách này luôn, tự nhiên nó mọc ra trong não. Rồi, tiếp theo là ghép hai hình lại với nhau. Để mà thoát ra mà lưu cái phần mình đã chỉnh sửa đó. Ui. Thì mình Ctrl S hoặc là Ctrl S nè, để lưu hoặc là ok. Còn không thì mình có thể cancel. Đến giai đoạn ghép hình, mình sẽ chọn một hình khác. Vẫn copy như cũ, copy image. Có nơi thì ghi là copy picture, tùy vào Chrome hoặc cốc. Ở đây mình xài trình duyệt Edge. Bây giờ mình copy vô nha. Cái bước ban đầu vẫn là Ctrl Shift V. Trở lại bước ban đầu nha, Ctrl Shift V. Nó sẽ ra cái tab khác nghe nè. Và để ghép hai hình với nhau thì độ phân giải nó phải cùng chiều rộng với nhau. Ở đây là 600 x 600 là dài nhân rộng bằng 600. Còn ở đây là 2000 x 1374 dài 2000, rộng là 1374. Mình sẽ resize gọi là Ctrl R nè. Để mà chỉnh độ rộng hai bên nó như nhau. Độ rộng cái bên kia là 600 thì ở đây mình chỉnh là 600. 600 mình nè. Rồi, Ctrl A, sau đó mình copy. Ctrl C. Qua đây mình Ctrl V, mình copy từ đâu qua đâu cũng được. Lưu ý là như vậy nè thì nó sẽ không có hiện ra cái nó không thể nào ghép được nha. Mình phải kéo ra một đoạn theo hướng ngang hoặc hướng dọc cũng được. Ctrl V. Xếp cho nó vừa với nhau. Sau đó bấm vào một nơi nào đó ở bên ngoài cái phần hình này. Nó sẽ tự động bung rộng ra. Ghép hai hình nè. Ghép hai hình xong rồi, đây là hai hình vuông với nhau nha, gọi là vuông mặc dù nó là chữ nhật. Và ghép hai hình tròn với nhau thì có thể ghép vào background. Ví dụ mình chọn cái hình là này đi, cửa chuột phải, copy, Ctrl Shift V. Rồi bây giờ mình sẽ copy hai cái hình tròn vào một cùng một cái background. Mình chọn hình bên nào cũng được, thí dụ này đi, chọn oval nha. Mình copy Ctrl C. Sau đó mình Ctrl V qua đây. Rồi. Bây giờ
mình sẽ chỉnh độ lớn nhỏ. Chỉnh sao cho vừa mắt là được. Ở đây mình chỉ cần hai hình thôi, cho nó bự lên chút. Chứ thường mình làm 3-4 hình trở lên đó. Hình 1 nè. Đây hình 2 nè. Ctrl C. Qua đây, Ctrl V. Đó là xong phần ghép hai hình vào background rồi. Sau đó có thể lưu hoặc là chỉnh sửa. Ví dụ cho nó hai bên cân đối nè. Lưu ý khi lưu nha. Là lưu rồi thì sẽ không phục hồi lại được. Đây là điều mà Fastone Capture không thể làm được khi mà không thể nào bị được so với Photoshop. Vì Photoshop nó sẽ có thể phục hồi được và lưu được tất cả các layout. Layer gọi là layer đi. Ở đây layer nè, ví dụ nè. Mình chọn một cái hình. Mình copy Ctrl C nha. Sau đó mình Ctrl V. Thì đây là layout 1 nè. Layout 1. Và đây là cái phần mình copy nè. Ctrl C, Ctrl V, đây sẽ là cái layout 2. Và như lúc nãy đã nói thì mình dùng cái thì hiện tại với quá khứ để mà so sánh. Thì cái này là layout 1. Là quá khứ không thể nào mà chồng lên cái hiện tại được. Còn layout 2 á là hiện tại nè, thì có thể đè lên được cái quá khứ. Và ở Microsoft á, Microsoft thì chắc chắn nó sẽ không phải Microsoft mà là Photoshop, Adobe Photoshop. Khi mà mình lưu rồi và mình mở ra, nó sẽ vẫn hiện có thể chỉnh được hai cái này. Vậy ví dụ nha, bây giờ mình lưu rồi á, bây giờ mình vào chế độ vẽ thì mình không thể nào di chuyển được, không thể di chuyển được một trong hai này nè. Tại vì cái này nó không thể nào luôn ở dạng là project. Project gọi là dự án. Có nghĩa là nó sẽ lưu lại tất cả các bước. Bên Photoshop sẽ lưu lại tất cả các bước chồng lên nhau bao nhiêu cái layer thì nó vẫn phục hồi được. Nhưng mà bên Fastone Capture thì không thể nào được. Đó là lưu ý về phần lưu và layer. Và đây là phần vẽ nha. Bắt đầu là để xem mình sẽ chọn một cái hình nào khá là đơn giản. Vẽ thì sẽ dùng những tổ hợp phím sau: Ctrl và lăn chuột lên xuống nha. Cái hình này không có hình góc, mình tìm cái hình góc. Bây giờ ví dụ là mình che cái logo lại. Nếu che chữ hoặc là logo thì có thể dùng cách thứ nhất là xóa, cách thứ hai là làm mờ, hoặc cách thứ ba là vẽ lại. Mình sẽ chỉ cách gọi là vẽ lại cho nó đơn giản hơn, để cho nó chi tiết hơn. Mình cửa sổ nha, rồi bấm nút dấu bằng hoặc là dấu cộng nè. Hai cái này nó kế bên nút quay về nè. Đó. Có thể đơn giản là xóa hoặc là đó như vậy nè, thì sẽ mất được gọi là cái logo. Bây giờ ví dụ mình muốn xóa cái này ở trên cái phần gọi là tóc của nhân vật thì sao? Đây nè, mình sẽ copy ra cái mới để đây. Mình sẽ chọn phần gọi là vẽ nha. Ê, không phải, gọi là cái này gọi là gì ta? Canvas. Thì cứ coi như là canvas là cái phần để mà chọn đi. Mình sẽ dùng freehand, vẽ tự do. Cái
nhưng mình cần cho nó lăn chuột lên nè. Tới đây là maximum rồi, không thể nào phóng to được nữa. Thì mình cửa sổ phóng to như lúc nãy đó. Ở đây là nó đang hình chữ nhật thì mình chọn hình chữ nhật. Còn nếu như mà nó đang hình hình khác thì mà hình tròn mình chụp hình tròn. Ví dụ cái hình cong cong vậy nè thì mình sẽ dùng freehand. Freehand là vẽ tự do. Mình sẽ chọn ở đây. Để lên ở đây. À, trước hết là những bạn nào mà không có con chuột có thể điều chỉnh được cái DPI. Cái nút bấm ở giữa này nè. Nút bấm chứ phải nút lăn đi. Thì phải chỉnh lại cái cài đặt chuột cho nó chậm hơn. Chậm hơn thì sẽ vẽ dễ dàng vẽ hơn chứ nó không có bị vẽ lố. Phóng to nha, cửa sổ cho mạnh. Vẽ lên tới đây. Sớm mình hẹn qua đây nè. Và sau đó mình chọn màu. Phóng mình thu nhỏ lại nha, thu nhỏ bằng control dấu bằng nè, ý control dấu trừ. Mình chọn màu. Chọn màu trùng với bấm cái hình này để chọn màu. Chọn màu nền. Chọn màu cho nó trùng, nó sẽ được như vậy. Bây giờ mình vẽ tiếp. Sau khi đã chọn cái màu đó rồi thì mình bấm vào đây thì gọi là fill. Tô, gọi là tô thì mình vẽ kém lắm. Mình chỉ có kiến thức thôi chứ phần thực hiện thì mình quá dị thường. Mình không có khiếu hoa hoa. Rồi, bây giờ là xong cái phần tóc rồi đúng không? Cái phần bên phải nè. Bây giờ mình cái đó mới là phần tô màu thôi, còn đây phần tóc nè. Thì mình sẽ cái nếu là cái ngòi bút màu đen á. Đây là chế độ vẽ, mình chọn màu đen. Ngoài vẽ mình cũng có thể copy nữa. Copy sao cho nó gọi là gì ta? Copy sao cho nó tự nhiên nhé. Trong độ tự nhiên. Thì mình vẫn chọn cái này và sau đó khoanh cái vùng này. Rồi mình bấm Ctrl C. Mình Ctrl V để copy. Đó. Rồi, còn cái mảng này nè thì chỉ cần tô lại thôi, nhớ đừng có vẽ quá nha. Mình chọn S, ít nhập không phải chọn không phải kịch cho mình sẽ tô màu tiếp. Chọn cái hình cái bút nè. Tới đây là xong. Như vẫn chưa có đẹp lắm, chưa có khớp. Mình phóng to mình chỉnh lại. À, cái này là có thể chỉnh được độ nghiêng nè, dọc nghiêng dọc nghiêng kiểu nào cũng được. Mình chỉnh cho nó nghiêng nghiêng chút. Cái phần này là nó hơi bị màu có vấn đề, dính màu trắng nè. À, cái này thì dùng chức năng gọi là tô màu nha. Fill with color. Kế bên cái blur là mờ lúc nãy. Chọn tô màu. Như cái này là dính cái layer rồi, không có tô được.
Sau vậy thì mình chỉ còn nước là thoát ra và mình lưu. Em cần cho S á, cần cho led S thì mới lưu được, chứ không là nó hủy hết á. Ở trong chế độ này nè, cần cho S nha thì nó mới lưu. Sau đó mình cần cho A, cần cho C, cần cho Shift V thì nó không còn cái mấy cái layer lúc nãy nữa. Giờ mình tô tô màu ở đây, chọn màu nè, chọn màu để siêu này đi. Sau khi chọn xong bắt đầu tô, nãy là chọn màu nha, đó chám màu vô xong rồi, và đây là thành quả. Nếu như là với một người khéo tay khác thì có lẽ sẽ làm đẹp hơn mình. Đây là cái ban đầu, còn đây là cái như thế này. Nếu như mà muốn học chuyên sâu hơn về vẽ đó thì có thể dùng Photoshop, có rất là nhiều bài liên quan đến Photoshop, liên quan đến phần gọi là retro. Cứ tìm retro Photoshop là ra. Phantom Cutter chỉ là bước cơ bản chứ không có thể nào chuyên sâu như bên kia được. Rất là nhiều video có thể lựa chọn. Mấy cái này thì mình cũng không có rành, tại vì mình không có khi hứng với hội họa lắm. Tới đây là kết thúc rồi nha. Còn gì nữa không ta? Hết rồi. Các bạn nhớ theo dõi kênh của mình nha. Tuy mình mới tạo kênh thì cũng không có rành rành lắm về YouTube đó, nên có gì sai sót thì các bạn bỏ qua. Xin chào, tạm biệt.